Với cái bộ này thì thật sự ra là Trinh đã mê đắm rồi. Trinh đã mê đắm, rất là mê đắm. Rất là nhiều bước luôn, tuyệt vời. Đây là Trinh nắm mà không hết trên tay luôn á. Một rổ, mà lúc nào cũng là một rổ như thế này hết trơn á. Đây. Đó, đây là hả bí quyết của việc Trinh. Và thật sự đúng là Chonami rất hợp với làn da nhiệt đới và chúng ta là cái vùng khí hậu nóng ảnh, cho nên là cái sản phẩm Chonami của Nhật này rất là hợp. Đây là serum Chonami rất là tuyệt vời, Trinh thích lắm. Tại vì sao? Cái bộ sản phẩm này rất là hợp với Trinh, và đây là bộ thứ hai Trinh mua rồi đó. Đây là serum thì hả Trinh cũng lấy ra một cái lượng vừa đủ, nhưng mà thật ra lúc Trinh lấy nhiều hơn không à, Trinh lấy nhiều hơn không à. Đây, sau đó đây Trinh thì thường thường là Trinh lấy tới 2 giọt, nếu mà giọt nhỏ Trinh lấy 3 giọt đó. Rồi Trinh xoa đều. Rồi massage lên mặt, các bạn nhớ lúc nào chiều hướng cũng phải đẩy ngược cái cơ mặt mình lên nha. Đó, chúng ta massage lâu lâu xíu. Nói chung là Trinh siêng lắm, từ ngày bị Phương Lê mắng nhiếc riết rồi siêng luôn. Mà thiệt, đúng là siêng, thấy nó có hiệu quả. Thì các bạn đã Trinh hay đây nè, cái serum này rất tuyệt vời, công dụng rất là tuyệt vời. Các bạn thấy đã không? Dỗ hồi cái mặt đỏ chét luôn á. Đây, Trinh đậy cái nắp lại để hồi nó rớt cái đổ nữa. Cái serum này á, nó làm chậm quá trình lão hóa các bạn, nó làm chậm quá trình lão hóa và cung cấp collagen cho da mình nha các bạn. Đây serum, mà Trinh thấy serum và ai cũng mê hết trơn á. Nó làm chậm quá trình lão hóa nè, rồi nó cung cấp collagen, đã lắm các bạn. Trên ngày nào cũng xuyên lắm, làm tới mấy bước lần, sáng khá một lần, tối một lần, đã lắm các bạn. Ôi đã quá, còn có 1-2 bước nữa là xong rồi đó, tuyệt vời không các bạn. Rồi đây, serum này đúng là nhỏ mà có vỏ các bạn, rất là tuyệt vời. Nhỏ mà có vỏ, tuyệt vời lắm luôn á.